Cool, năng lượng tích cực, khơi dậy nội lực. Năng lực tấn công của RB Đà Nẵng vẫn sẽ phải trông chờ vào các cầu thủ nội, và những cầu thủ trẻ như Phi Hoàng hay Đình Duy sẽ cần phải được phát huy nhiều hơn nữa. Cú thả bóng của Hoàng Đức, Hiếu Văn Đức. Wow! Ở thời điểm mà chúng ta cảm giác là cả hai đội đều đang nghĩ đến một điểm, một trận hòa, thì các cầu thủ Viettel đã bất ngờ vượt lên. Sự thay đổi người bên phía đội chủ nhà FC Đà Nẵng. Người vào sân sẽ là số 15 Phạm Văn Hữu. Và đó là sự thay thế cho đội trưởng Hoàng Minh Tâm. Lâm Anh Quang. Đây là trận đấu mà những ngoại binh mới được bổ sung cho RB Đà Nẵng không thể hiện được quá nhiều năng lực của mình, và quan sát họ thi đấu thì quả thật trong chặng đường sắp tới sự đóng góp của họ chưa chắc đã phải là một phần đáng kể trong những gì mà đội bóng này có thể tạo ra được. Năng lực tấn công của RB Đà Nẵng vẫn sẽ phải trông chờ vào các cầu thủ nội, và những cầu thủ trẻ như Phi Hoàng hay Đình Duy sẽ cần phải được phát huy nhiều hơn nữa. Cú thả bóng của Hoàng Đức, Hiếu Văn Đức. Wow! Ở thời điểm mà chúng ta cảm giác là cả hai đội đều đang nghĩ đến một điểm, một trận hòa, thì các cầu thủ Viettel đã bất ngờ vượt lên. Chân sút tốt nhất của Viettel, Geovane Mango, đã giành thắng lợi trong cuộc đối đầu với Thanh Bình. Và cú thả bóng trước đó là của quả bóng vàng Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức. Phải nói rằng ở nửa cuối của hiệp 2 trận đấu này, Viettel sau khi thay đổi một loạt nhân sự đã chơi tốt hơn hẳn. Họ kiểm soát khu vực giữa sân tốt hơn, kết nối với nhau hợp lý hơn. Và đây là tình huống đáng kể đầu tiên của Giovane khi anh chơi với vai trò của tiền đạo mũi nhọn. Khi mà Giovane có được cú đá dội sang ngang ở hiệp 1, lúc đó anh vẫn chơi có xu hướng lùi hơn so với các đồng đội ở phía trên. Còn với pha bóng vừa rồi, khi được đẩy lên cao hơn, khi được đồng đội tạo ra một cơ hội tốt, Giovane đã không bỏ lỡ.